Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin Miền Tây cho ngày mới được phát trên lao động.vn. Bản tin hôm nay thứ Năm ngày 18 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ khởi động đề án 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đề án có tổng kinh phí thực hiện là hơn 596 tỷ đồng, quy mô diện tích đăng ký tham gia là 200.000 ha, được chia thành hai giai đoạn, triển khai ở 12 huyện, thành phố. Theo ông Lê Thanh Tùng, Cục Phó Cục Trồng Trọt, hiệu quả chung của đề án là nâng cao giá trị toàn chuỗi thêm 40%, tỷ suất lợi nhuận của người trồng lúa tăng 50%. Ghi nhận tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Cần Thơ, sầu riêng chỉ xuất hiện lác đác tại một số sạp hàng do đang bước vào cuối vụ. Hiện giá sầu riêng được bán ở mức 80.000 đến 150.000 đồng trên một ký tùy loại, tăng 30% so với thời điểm thu hoạch rộ. Còn tại các cửa hàng, giá sầu riêng dao động ở mức 130.000 đến 180.000 đồng trên một ký. Thị trường giá sầu riêng cuối vụ tăng giảm bất thường khiến người tiêu dùng hoang mang về chất lượng. Hiện nay, ngành nông nghiệp thành phố đã kiến nghị về Bộ Nông nghiệp và Bộ cũng đang xây dựng chính sách quản lý về mặt hàng trái cây, trong đó có sầu riêng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Xuân, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khí từ giếng nước tự sôi tại xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng có nguồn gốc phân hủy từ vật liệu hữu cơ, hàm lượng CH4 cao, có tiềm năng khai thác sử dụng làm nhiên liệu. Ngoài ra, khí bốc lên có hàm lượng CO2 và H2S thấp, cách xa khu dân cư, mức tác động thấp đến sinh hoạt của cư dân và môi trường sinh thái. Việc nghiên cứu chuyên sâu về nguồn gốc, phạm vi phân bố của nguồn tài nguyên khí này đem đến nhiều lợi ích cho địa phương về kinh tế. Theo ghi nhận của phóng viên, kênh Trần Thị Thơm, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bị ô nhiễm khá trầm trọng. Nước dưới kênh đen ngòm và bốc mùi hôi thối. Các kênh có đấu nối với kênh này cũng bị ô nhiễm. Theo chia sẻ của người dân, tình trạng này đã xuất hiện nhiều năm nay. Nguyên nhân chủ yếu là do nước thải sinh hoạt của người dân khu vực trực tiếp đổ xuống. Chính quyền địa phương cũng có tiến hành xử lý, nhưng không bao lâu lại quay về hiện trạng ban đầu. Thưa quý vị, những ngày qua tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ đã gia tăng đột biến người dân đến tiêm phòng ngừa bệnh bạch hầu với khoảng 100 liều vaccine trên một ngày. Ghi nhận tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Cần Thơ đã có sự gia tăng đột biến người dân đến tiêm phòng ngừa bệnh. Bữa nay tiêm thì cũng đông vậy đó, thấy cũng đông, cũng khoảng nửa tiếng à. Phòng bệnh để có thể tốt cho sức khỏe của mình hơn. CDC Cần Thơ cho biết, thống kê sơ bộ những ngày gần đây có trên dưới 100 người dân đến tiêm ngừa bạch hầu. Bên cạnh việc chủ động phòng ngừa bệnh, người dân cũng không nên quá hoang mang. Thì số lượng khách hàng đến tiêm ngừa bệnh bạch hầu rất là đông. Mỗi ngày chúng tôi có thể là tiêm khoảng trên dưới 100 liều vaccine. Hiện nay càng ngày thì nhu cầu của người dân lại càng nhiều. Người lớn thì chúng ta cái này chúng ta tiêm nhắc lại theo cái chỉ định của bác sĩ, theo cái thông tin kê toa của loại vaccine. Ví dụ như những trẻ 2 tháng tuổi á, đã tiêm 5 trong 1, 6 trong 1 thì trong đó nó có bạch hầu. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta muốn tiêm thì cần là phải là bác sĩ để có cái hướng dẫn, có cái chỉ định theo cái thông tin kê toa của cái loại vaccine đó. Vừa rồi là những nội dung mà Yến Phương muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.